Nam bảo vệ cứu bé trai 3 tuổi thoát khỏi đuối nước chỉ trong phút chốc. Sau 20 giây vùng vẫy dưới bể bơi, bé trai 3 tuổi đã được một nam bảo vệ phát hiện ra và cứu sống. Cụ thể, khi đang đi tuần, một bảo vệ kim khuôn vách tại Santo, Brazil đã phát hiện thấy một bé trai đang chơi với dưới bể bơi. Ngay lập tức, nam bảo vệ lao tới, nằm xuống sàn và tóm lấy tay đứa bé. Sau đó, anh kéo bé trai lên khỏi mặt nước và trấn an bé. Trong đoạn clip ghi lại được cho thấy, trước đó bé trai đã trèo từ bể bơi trẻ em sang khu vực bể dành cho người lớn, rồi nhảy xuống nước. Cậu bé bị chìm xuống mặt nước khoảng hơn 20 giây trước khi được phát hiện và cứu sống. Được biết, cậu bé không sống ở khu vực này mà chỉ cùng mẹ đến chơi một nhà bạn trong khu căn hộ. Thời điểm xảy ra sự việc, mẹ bé đang cho đứa con nhỏ bú trong nhà người bạn và không biết chuyện gì xảy ra. Bé được một người dì dẫn đi bơi. Trong lúc đang bơi dưới bể, cậu bé đòi uống nước nên người dì đã quay đi lấy. May mắn là cậu bé vẫn an toàn và không cần phải thăm khám y tế sau sự cố trên.